Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay trong chương trình vật lý lớp 12, thầy tiếp tục tổng ôn cho các bạn để các bạn chuẩn bị thi giữa học kỳ 1. Thì trong quá trình thi giữa học kỳ 1 này nó sẽ rớt vào hai chương các em ạ. Đó là chương 1 và chương 2. Chương 1 là chương dao động điều hòa, chương 2 là sóng cơ. Đúng không? Thì bây giờ thầy trò chúng ta sẽ đi giải chi tiết cái đề số 1 này. Cái đề số 1 này nó gồm có 40 câu các em ạ. Thì trong 40 câu này theo thầy nhận định thì nó có khoảng cỡ chừng là 20 câu đầu là rất là dễ. Đúng không? Chủ yếu là các em nằm ở mức độ là nhận biết thôi. Tức là chúng ta chỉ cần thuộc công thức rồi chúng ta nằm ở mức độ nhận biết. Ta thuộc công thức là chúng ta sẽ nhận biết, chúng ta sẽ làm được. Rồi một số câu tiếp theo nó nằm ở mức độ thông hiểu. Nhưng mà bắt đầu từ câu số 30 trở đi, đúng không? Từ câu 30 trở đi này nó là những câu vận dụng, nó tương đối, nó vận dụng ở mức độ cao hơn một chút. Và từ câu 30 trở đi đây là những câu nói chung nó ở mức độ vận dụng và nó hơi khó hơn một chút. Và để làm được cái đề này thì 40 câu này chúng ta làm phải là 50 phút, đúng không ạ? Khoảng cái chừng là 50 phút thì chúng ta mới hoàn thành được cái đề này. Và bây giờ chúng ta sẽ đi giải chi tiết cái đề này, xem coi nó nội dung nó ra sao đây. Và chúng ta giải thử coi nó ở mức độ nó như thế nào. Bây giờ thầy trò chúng ta cùng đi giải chi tiết cái đề này với thầy nha. Câu số 1. Một vật dao động điều hòa theo phương trình X bằng 2 cos pi T cộng pi. Người ta hỏi tốc độ của chất điểm, đúng chưa? Thì chúng ta đã biết tốc độ cực đại đó là Vmax đó các bạn. Đó là chúng ta dùng công thức là vợ ông anh, Vmax bằng omega A. Omega các bạn có rồi, là trước T là pi, nhân A là 2, như vậy nó là 2 pi cm trên giây. Chúng ta chọn đáp án A. Câu số 2. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng K, dao động điều hòa theo trục OX quanh vị trí cân bằng O. Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng khi vật có ly độ X thì thế năng là bao nhiêu. Thì bài này chúng ta dùng ngay công thức thế năng ta bằng 1/2 KX bình. Đáp án C. Câu 3. Một vật tham gia đồng thời hai dao động có phương trình như màn hình của các em quan sát đó. Người ta hỏi biên độ dao động tổng hợp. Thì chúng ta nhìn vào đây hai dao động này nó rất đặc biệt. Đó là độ lệch pha phi này, các bạn lấy phi 2 trừ phi 1, tức là nguyên cái anh này nè, đúng không? Là pi trên 2 trừ 0 thì nó ra pi trên 2. Vậy hai thằng này dao động vuông pha với nhau. Và khi vuông pha thì biên độ dao động tổng hợp sẽ bằng căn bậc 2 A1 bình cộng A2 bình. Được chưa? Câu số 4 này thì câu này cực kỳ dễ rồi. Chúng ta có T bằng 2 pi chia omega. Vậy là đáp án D. Câu số 5. Điều nào sau đây là đúng khi nói về sóng dọc? Thì chúng ta đã biết trong sóng cơ người ta chia ra làm hai loại, đó là sóng dọc và sóng ngang. Sóng dọc là những sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng, đúng không? Sóng dọc được truyền được trong chất rắn lỏng khí. Còn sóng ngang là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng, và sóng ngang chỉ truyền được trong chất rắn thôi, và trừ trường hợp là sóng mặt nước. Sóng mặt nước cũng là sóng ngang. Được chưa? Chúng ta lý thuyết chúng ta đã có được điều đó. Như vậy người ta nói phương dao động nằm ngang là không đúng nè, vuông góc cũng không đúng nè, được truyền trong chân không là sai. Đặc biệt sóng cơ chỉ truyền được trong môi trường vật chất thôi, đúng không ạ? Sóng cơ chỉ truyền được trong môi trường vật chất, đó là rắn lỏng khí thôi. Còn trong môi trường chân không thì sóng cơ không truyền được. Mà sang học kỳ 2 chúng ta sẽ học một cái loại sóng, đó là sóng điện từ thì mới truyền được trong chân không. Như vậy câu C nè, có phương dao động song song hay là trùng thì cũng như là như nhau, song song với phương truyền sóng, đáp án C. Câu số 6. Một con lắc đơn có chiều dài L bằng 1m, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc chậm trường G bằng pi bình. Tần số gấp, thì đề bài người ta hỏi tần số gấp là chữ omega, đúng không? Đối với con lắc đơn thì chúng ta dùng công thức Z chia lượng. Rồi, G chúng ta lấy là pi bình, chia L là 1, pi bình phương khai căn ra như vậy được là pi. Do đó đáp án D.
Đúng không? Các bạn thấy mấy câu đầu rất là dễ, nhưng mà từ câu số 30 trở đi thì cái bài này nó hơi khó, hơi rắc rối một chút nha. Câu số 7, một vật dao động điều hòa với chu kỳ là 2 giây tại thời điểm t bằng 0. Vật có ly độ 1, vận tốc bi căn 3, người ta hỏi phương trình dao động. Thì đối với cái bài toán mà giải phương trình dao động á, thì các em bao giờ chúng ta cũng nhìn đáp án hết nhé các em nha. Chúng ta coi coi nếu omega nó giống nhau nè, đều là bi hết, đúng không? Đều là bi hết. Như vậy các bạn không cần tìm omega. Rồi, chúng ta thấy e nó phải là khác nhau không? Đều là 2 và chỗ này là 4, như vậy thầy sẽ tính e. Chúng ta dùng công thức e, chúng ta dùng công thức độc lập thời gian. Tại vì người ta cho tại ly độ 0, ly độ x1 thì nó có vận tốc v1, như vậy chúng ta sẽ dùng công thức là e bình sẽ bằng x bình cộng v bình chia omega bình. Thầy thay thế vào x bình phương, một bình phương là 1. V ở chỗ này là bi bình. Đúng không? V bình phương là bi căn 3 bình phương ra 3. Đây là bi bình nha. Rồi chia cho omega, omega của chúng ta là bi rồi, đúng không? Chúng ta lấy là bi, như vậy omega bình phương là bi. Như vậy còn 4. Vậy suy ra e là 2. Loại đáp án này luôn. Rồi, bây giờ chúng ta tính phi. Thì tính phi thì chúng ta dựa vào điều kiện ban đầu, đúng không? Thì chúng ta sẽ tính cos phi. Các bạn cứ lấy bằng x0 chia e. Nếu người ta cho điều kiện ban đầu thì chúng ta tính như thế này cho nó nhanh nha các bạn nha. X0 là tức là tọa độ ban đầu. Khi t bằng 0, vật ở 1, như vậy x0 là bằng 1, chia e là 2. Chúng ta bấm shift cos thì theo lượng giác, theo toán học nó sẽ bằng cộng trừ pi trên 3. Đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta muốn biết nó lấy nghiệm dương hay nghiệm âm thì chúng ta coi vào vận tốc. Ở đây vận tốc của các bạn là dương pi căn 3. Đây chúng ta coi nè, vận tốc là dương pi căn 3, tức là nó chuyển động theo chiều dương thì các bạn phải lấy nghiệm âm cho thầy. Và ngược lại nếu nó chuyển động theo chiều âm các bạn lấy nghiệm dương cho thầy luôn. Được chưa? Cái này thì chúng ta đã có nhiều cái video trên YouTube, thầy cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Đúng không? Các bạn có thể coi và tìm hiểu thêm. Nói chung cái bài toán phương trình lượng giác, viết phương trình dao động này thì nó có rất nhiều cách làm. Đúng chưa? Thì tùy theo bài toán mà chúng ta áp dụng cái cách nào đó cho nó phù hợp. Do đó cái câu số 7 này đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án D. Được chưa? Phi là âm, lấy nghiệm là trừ pi trên 3. Câu số 8 thì câu này lại áp dụng công thức thôi. Chúng ta nhìn vào là chúng ta biết rồi, chu kỳ là nghịch đảo của tần số, đáp án A. Sóng cơ không truyền được, chúng ta đã nói, thầy đã nói là sóng cơ chỉ truyền được trong môi trường vật chất, tức là môi trường đàn hồi đó các em. Đó là môi trường rắn lỏng khí. Còn chân không đó không phải là môi trường vật chất, như vậy sóng cơ không truyền được trong nó, đáp án A. Câu số 10. Một vật dao động điều hòa với biên độ là e, tần số gấp là omega, tốc độ cực đại, đúng không? Đó là Vmax, là vợ ông anh, giống như cái câu ở trên thôi. Được chưa? Như vậy câu số 10 này đáp án C. Câu 11, con lắc lò xo có độ cứng K, khoảng nặng có khối lượng m, tần số gấp, ôm không mập, đáp án A. Câu 12, khoảng cách ngắn nhất giữa hai phần tử dao động cùng pha trên phương truyền sóng gọi là. Thì ở đây chúng ta nhớ ngay cái định nghĩa bước sóng. Bước sóng nó có hai cái định nghĩa các bạn. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà dao động cùng pha. Được chưa? Hoặc định nghĩa thứ hai là bước sóng là quãng đường mà sóng truyền đi được trong một chu kỳ dao động. Được chưa? Như vậy ở đây là khoảng cách gần nhau nhất nè, ngắn nhất hay là gần nhau nhất là giữa hai điểm dao động cùng pha trên phương truyền sóng, như vậy chính là lambda, bước sóng. Còn khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động ngược pha thì đó là lambda trên 2 nha. Được không? Các bạn chú ý điều đó cho thầy. Câu 13, tốc độ lan truyền của sóng cơ sẽ phụ thuộc vào. Thì chúng ta đã biết rằng tốc độ hay là vận tốc, tốc độ truyền sóng đó nó sẽ phụ thuộc vào môi trường truyền sóng. Thì trong môi trường truyền sóng nó sẽ phụ thuộc vào mật độ môi trường, tức là phân tử nhiều hay ít đó. Rồi tính đàn hồi của môi trường và nhiệt độ của môi trường đó.
các em nhớ ba ý đó cho thầy, đúng không? Thầy nói lại, tốc độ truyền sóng sẽ phụ thuộc vào môi trường truyền sóng. Tức là trong các môi trường rắn lỏng khí khác nhau thì tốc độ truyền sóng sẽ khác nhau. Trong môi trường rắn là truyền lớn nhất, đến môi trường lỏng và đến là môi trường khí. Vận tốc truyền sóng trong môi trường khí là bé nhất. Như vậy, nó sẽ phụ thuộc vào mật độ môi trường. Tức là trong môi trường rắn thì rất nhiều các phân tử, khoảng cách giữa các phân tử chất rắn rất gần nhau. Được chưa? Vân vân. Cái này thầy giải thích thêm để cho các bạn hiểu. Do đó, câu số 13 là tốc độ truyền sóng cơ sẽ phụ thuộc vào môi trường truyền sóng. Câu số 14, trong dao động điều hòa gia tốc biến đổi ngược phà so với lý độ, đúng không ạ? Đúng rồi, đáp án D. Ta có nhiều điều, nhiều câu, rất nhiều câu cái câu này rồi, câu này thì quá dễ rồi. Nhận biết thôi, mức độ nhận biết thôi. Câu 15, một sóng cơ có tốc độ là V, tần số là F. Bước sóng được tính bởi công thức. Câu này cũng cũng dựa vào công thức thôi. Chúng ta cứ nhớ vận tốc bằng quãng đường chia thời gian, hoặc là bằng lambda 1 trên T, các bạn lấy là F cho thầy. Như vậy từ đây sẽ suy ra lambda bằng V chia F. Đáp án C. Hiện tượng cộng hưởng cơ chỉ xảy ra khi, đó chính là dao động cương bức. Và chúng ta nhớ nha, thầy nói luôn cái vấn đề này cho các bạn hiểu nè. Dao động cứng bức là dao động chịu tác dụng của ngoại lực tuần hoàn cứng bức nha. Đúng không? Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian. Dao động duy trì là dao động mà đã cung cấp thêm một cái phần, đúng không? Như tác dụng của ngoại lực đó, bù thêm một cái phần năng lượng bị mất mát đi do ma sát. Còn dao động tự do là những dao động mà chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ thôi. Ví dụ như con lắc đơn, con lắc lò xo, chu kỳ nó chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ. Tức là T bằng, tôi mua kẹo, T bằng 2B căn bậc 2, M chia K. Như vậy M nó sẽ phụ thuộc, chu kỳ nó chỉ phụ thuộc vào khối lượng của năng và độ cứng của lò xo. Do đó người ta gọi là nó phụ thuộc vào đặc tính của hệ, chu kỳ phụ thuộc vào đặc tính của hệ. Và cái dao động đó người ta gọi đó là dao động tự do. Câu số 17, một vật dao động điều hòa theo phương trình như màn hình của các em quan sát đó, biên độ dao động, quá dễ rồi, biên độ dao động là trước A, đúng không? Chúng ta so sánh với phương trình tổng quát X bằng A cos omega T cộng phi, thì nhìn vào đây biên độ là A là bằng 5. Ai cũng biết câu này hết, đúng không? Sóng ngang là sóng có phương dao động sẽ vuông góc với phương truyền sóng, nó ngược với câu trên người ta hỏi sóng dọc. Ở đây sóng ngang là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng. Câu số 19, một con lắc lò xo dao động theo phương ngang, khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí bên này đến vị trí bên kia là 0,5, đúng chưa? Chúng ta lưu ý nè, ở đây chúng ta mở cái đường tròn lượng giác ra, đây là 0, đây là bên dương, đây là bên âm. Khoảng thời gian đi từ bên này đến bên kia có phải là đi nửa vòng thì nó là nửa chu kỳ không ạ? Và đề bài ta cho mình biết là 0,5. Như vậy suy ra chu kỳ có phải là 0,5 nhân 2 ra 1. Đáp án B. Câu số 20. Một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí pin về vị trí cân bằng là chuyển động gì? Chúng ta lưu ý nha, từ pin về vị trí cân bằng, các bạn chú ý điều này cho thầy. Đây là pin dương, đây là pin âm, xin lỗi, đây là vị trí cân bằng, đây là pin âm. Chuyển động từ vị trí pin về vị trí cân bằng, đúng không? Pin về vị trí cân bằng, như vậy vector vận tốc của chúng ta theo chiều này. Được chưa? Vector gia tốc của chúng ta cũng theo chiều này. Tại vì chúng ta đã biết vector vận tốc là cùng chiều chuyển động, còn vector gia tốc là luôn hướng về vị trí cân bằng. Như vậy hai vector này cùng phương cùng chiều với nhau thì chắc chắn đây là chuyển động nhanh dần. Nhanh dần thôi chứ không được là đều nha. Tại chúng ta đã học ở vật lý lớp 10 rồi. Trong chuyển động thẳng đều, xin lỗi, trong chuyển động biến đổi đều thì gia tốc là hằng số. Nhưng mà vì đây nó là dao động điều hòa, như vậy dao động nó, gia tốc nó biến thiên điều hòa theo hàm số này, đúng không? Theo hàm x, mà x biến thiên điều hòa. Như vậy đây chỉ là chuyển động nhanh dần thôi chứ không được là đều nha các em. Ta lưu ý điều này.
Rồi câu 21. Một vật dao động tuần hoàn mỗi phút thực hiện được 60 dao động tần số. Thì bài này quá dễ rồi, chúng ta cứ nhớ công thức chu kỳ bằng T nhỏ GN. Thầy đã nói nhiều rồi. T nhỏ đó là số thời gian để thực hiện N dao động. Như vậy suy ra F bằng N chia T. N là 60 chia cho T là 1 phút là 60 luôn. Như vậy ra 1 hẹp. Đáp án A. Câu 22. Trong dao động tắt dần, đại lượng giảm dần theo thời gian đó là biên độ. Ngay định nghĩa luôn. Câu 23. Con lắc đơn có chiều dài L, gia tốc chậm trường G, tần số góc là omega là Z chi lượng. Omega bằng căn bậc 2 Z chi lượng. Đáp án C. 24. Trong phương trình dao động thì phi gọi là pha ban đầu. Đúng chưa? Đáp án C. Phi là pha ban đầu. Còn pha dao động, nếu mà người ta hỏi pha dao động thì chúng ta chọn nguyên cái này nha. Pha dao động là nguyên cái góc này nè. Nguyên cái góc này người ta gọi là pha dao động đó. Còn pha dao động chỉ là phi thôi. Một vật dao động điều hòa theo phương trình như màn hình của các em quan sát. Ở ly độ của vật ở T bằng 0,5 giây là bao nhiêu? Thì các em chỉ việc thế T vào 0,5 giây vào cái phương trình X này. Để chờ như vậy thầy thế là 8 nè, cos nè, 2 pi nè nhân 0,5 tức là 1/2 trừ pi trên 3. Thì chỗ này là 8 cos, chỗ này còn pi, pi trừ cho pi trên 3, 180 trừ cho 60 thì còn 120 tức là 2 pi trên 3. Cos của 2 pi trên 3 chiếu xuống là trừ 1/2. Như vậy trừ 8 chia cho 2 thì là trừ 4, đáp án B. Rồi, tiếp tục chúng ta qua câu 26. Con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng là 400 g. Lò xo nhẹ có độ cứng K bằng 100 newton trên mét. Tác dụng vật nặng một ngoại lực biến thiên tuần hoàn, đúng không? Với biên độ là F không đổi, tần số F thay đổi được. Thì với giá trị nào của F thì con lắc dao động mạnh nhất? Thì chúng ta nhận thấy rằng đây là con lắc này chịu tác dụng của ngoại lực cứng bức, đúng không? Ngoại lực tuần hoàn cứng bức, như vậy chắc chắn con lắc này sẽ dao động cứng bức. Mà chúng ta đã học về lý thuyết rồi, đúng không? Thầy cũng có một cái video nói rất rõ về cái dao động cứng bức, dao động tắt dần. Đúng không? Bạn nào có thể coi lại, đúng không? Đó là cái tựa là hình như là dao động cứng bức rồi cộng tắt dần rồi từ A đến Z đó, đúng không? Chúng ta có thể coi lại. Thì biên độ của dao động cứng bức là không đổi, đúng không? Biên độ dao động cứng bức là không đổi. Và nó sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất là phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực, đúng không? Tức là biên độ của ngoại lực F nè. Và phụ thuộc vào sự chênh lệch giữa tần số của ngoại lực cứng bức và tần số dao động riêng. Được chưa? Khi hai thằng này nó xấp xỉ như nhau thì lúc đó biên độ dao động sẽ đạt giá trị cực đại. Và cái bài này người ta hỏi hỏi giá trị nào của F, tức là giá trị nào của F ngoại lực đó. Đây chính là F của ngoại lực, tần số của ngoại lực. Đây chính là F ngoại lực nè. Bằng bao nhiêu thì biên độ dao động đạt giá trị cực đại. Vậy như thầy đã nói, để biên độ dao động cực đại thì F ngoại lực phải bằng với F0. Được chưa? Mà F0 của chúng ta sẽ được tính bằng công thức. F0 là tần số của dao động tự do. Mà F0 chúng ta sẽ được tính bằng công thức 1 trên 2 pi căn bậc 2 kẹo chia mua đối với con lắc lò xo. Được chưa? 1 trên 2 pi căn bậc 2 K, K là 100, chia M, M ở đây là 0,4. Và chúng ta bấm máy tính chỗ này. Các bạn chờ thầy chút, thầy bấm máy tính nha. 1 chia 2 pi, 2 ship pi nhân cho căn bậc 2 của 100 chia cho 0.4 bằng 2,5, 2,516 gì đó. Như vậy đáp án B của chúng ta là đáp án đúng, được chưa? Câu số 27. Một sóng truyền được trên mặt nước có bức sóng là 2 mét. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng phương truyền sóng dao động cùng pha.
thì khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất mà dao động cùng pha đó chính là bức sóng là lambda là 2 mét luôn. Đáp án B. Câu 28. Một vật dao động điều hòa theo phương trình như màn hình của các em quan sát đó. Người ta hỏi tần số dao động của vật là bao nhiêu, tức là người ta hỏi chữ F đó các em. Thì chúng ta có F omega bằng 2BF, suy ra F bằng omega chia 2B. Omega của các bạn là bằng 4B chia 2B thì được là 2. Như vậy đáp án A. Câu 29. Một vật dao động điều hòa cứ sau mỗi khoảng thời gian là 0,5 giây thì động năng lại bằng thế năng. Người ta hỏi khoảng thời gian nhỏ nhất giữa hai lần mà động năng bằng 3 lần thế năng, tức là trong một chu kỳ sẽ có 2 lần mà động năng bằng 3 lần thế năng, thì người ta hỏi khoảng thời gian đó là bằng bao nhiêu. Thì đối với cái bài toán mà tìm khoảng thời gian trong dao động điều hòa thì chúng ta sẽ nhớ cái cách sử dụng có 3 cách làm, đúng không? Thầy đã nói rồi, có 3 cách làm. Cách làm thứ nhất đó là dùng đường tròn đường giác. Cách làm thứ hai là dùng sơ đồ phân bố thời gian. Và cách làm thứ ba là cách bấm máy tính. Thì thông thường đề thi của bộ người ta sẽ cho cái cách mà nó rớt vào cái trường hợp là những giá trị đặc biệt, thì chúng ta nên dùng, chúng ta dùng cách làm phân bố thời gian, nó sẽ rất là nhanh. Và ở đây chúng ta thấy nè, đây nó giá trị đặc biệt nè. Khi động năng bằng với thế năng, ở đây chúng ta nhớ, đây thầy mở ra cái trang mới của Word mới cho các bạn hiểu chỗ này ha. Trong một chu kỳ dao động, đây thầy nói chỗ này ha, trong một chu kỳ dao động sẽ có 4 lần động năng và thế năng sẽ bằng nhau, được chưa? Đây là trừ A. Nó động năng bằng với thế năng, động năng bằng với thế năng tại những cái vị trí x sẽ bằng cộng trừ A căn 2 trên 2. Hoặc là thầy nói là cộng trừ A chia căn 2 cũng được. Nhiều người thầy dạy hỏi, thầy ơi, cái giá trị A căn 2 trên 2 với giá trị A chia căn 2, hai giá trị này khác nhau chứ, đâu khác nhau được mấy đứa. Từ đây dưới này chúng ta chụp căn thức mẫu phải đưa ra đây không? Đúng chưa? Rồi. Như vậy, thầy đang nói rằng trong một chu kỳ dao động sẽ có 4 lần động năng bằng với thế năng. Và tại những vị trí có li độ là A chia căn 2 và trừ A chia căn 2, thì những cái vị trí này thì tương ứng với góc của nó là 45 độ. Tức là từ đây đến đây là 90, chúng ta chia là 45 độ. Giá trị này chiếu xuống vị trí thứ nhất, ở cung phần tư thứ nhất là M1. Qua bên này là góc này là 135 độ nè, là M2 chiếu xuống, nó là trừ A căn 2 trên 2. Tương tự như vậy, nó quay tới vị trí này, M3 cung phần tư, nó nằm ở cung phần tư thứ ba của đường tròn lượng giác, chiếu lên bằng 3, bằng động năng bằng thế năng. Rồi tại cái vị trí này M4 động năng chiếu lên cũng bằng thế năng. Và đề bài người ta đã cho mình biết nè, trong khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp, đúng không, động năng bằng thế năng là 0,5. Như vậy chúng ta đã có đi từ đây đến đây là nó bằng 0,5. Thì đây là những giá trị đặc biệt. Thầy có thể dùng cái sơ đồ phân bố thời gian ra. Thầy đã nói nhiều trong trên kênh YouTube cũng như là trên các bài học đó, được chưa? Chúng ta có sơ đồ phân bố thời gian. Đây là A, đây là trừ A, đây là nữa là A trên 2, đây là trừ A trên 2, được không? Rồi, và đây là đây thầy xóa cái này đi để cho nó rộng ra một chút để cho các bạn dễ hiểu nha. Rồi, đây là trừ A chia căn 2, đây là A trừ A chia 2, được không? Rồi, đây là A chia căn 2. Rồi, thời gian để đi từ đây đến đây là T trên 12, và đi ngược lại cũng vậy. Từ đây đến đây là T trên 24, từ đây đến đây là T trên 24, xin lỗi 12 chứ, đây đến đây là 12, đoạn này là 24. Như vậy
thời gian để vật đi từ vị trí, đúng không? Thời gian giữa hai lần liên tiếp mà để động năng bằng với thế năng. Tức là nó sẽ đi từ M1 đến M2 này nè. Thì nhìn vào sơ đồ phân bố thời gian, có phải các em lấy 4 đoạn này cộng lại không? T trên 24 cộng T trên 12 cộng T trên 12 cộng T trên 24. Thì nó có phải là ra 3 lần của T trên 12. Được không ạ? Đây là T trên 12, như vậy nó sẽ ra là T trên 4. Được không? Hoặc là các bạn nhìn vào đây, có phải góc này là 90 độ thì chắc chắn nó đi là góc T trên 4 rồi. Và đề bài người ta cho mình biết nó là bằng bao nhiêu ạ? Bằng 0,5. Như vậy từ đây các em suy ra chu kỳ T bằng 0,5 nhân cho 4 thì ra là 2 giây. Được chưa? Có chu kỳ. Nhưng mà bài này người ta hỏi, đây chúng ta coi chú ý bài này nha. Người ta hỏi rằng khoảng thời gian nhỏ nhất giữa hai lần, đúng không? Khoảng thời gian trong hai lần đó mà lúc động năng bằng 3 lần thế năng là bao nhiêu? Được chưa? Như vậy chỗ này chúng ta cần đi tìm thêm khi thời gian, đúng chưa? Khi có động năng bằng 3 lần thế năng là lúc này là bao nhiêu nè? Chúng ta coi. Đây, lúc này động năng bằng 3 lần thế năng thì hỏi lúc đó nó ở những cái vị trí ly độ nào? Được không ạ? Mà muốn biết nó ở vị trí ly độ nào thì các bạn chú ý, chúng ta muốn tìm ly độ thì chúng ta dùng vào công thức cơ năng bằng động năng cộng với thế năng. Vì chúng ta đang tìm ly độ, cái bài toán thời gian là thật ra bài toán chúng ta đưa về cái bài toán mà tìm để vật để đi từ vị trí có ly độ x1 đến x2 đó. Như vậy thầy sẽ đưa động năng qua thế năng, tại vì trong thế năng nó có chứa ly độ. Như vậy thầy tương đương lên V kép bằng động năng thế bằng 3 lần thế năng cộng với thế năng nữa là 4 thế năng. Tương đương lên ở chỗ này là 1/2 Ka bình, đó là cơ năng nha. Cơ năng bằng 1/2 Ka bình bằng 4 lần. Thế năng thì bằng 1/2 Kx bình. Đơn giản, đơn giản. Từ đây chúng ta suy ra x bình phương bằng A bình chia 2 chia 4. Suy ra x sẽ bằng cộng trừ A chia 2. Được chưa? Như vậy x sẽ bằng cộng trừ A trên 2. Vậy tại cái hai vị trí A trên 2 và trừ A trên 2 thì lúc đó động năng sẽ bằng 3 lần thế năng. Và bây giờ chúng ta vẽ cái đường, vẽ cái sơ đồ phân bố thời gian ra thì chúng ta làm rất là nhanh thôi. Đây là 0, đây là A, đây là trừ A, đây là A trên 2 và đây là trừ A trên 2. Thời gian để đi từ A trên 2 đến 0 thầy đã nói rồi, nó là T trên 12. Từ anh này đến anh này cũng là T trên 12, đúng không ạ? T trên 12 luôn nha. T trên 12. Như vậy thời gian nhỏ nhất giữa hai lần động năng bằng 3 lần thế năng, tức là đi từ đây đến đây nè. Lần thứ nhất động năng bằng thế năng nè. Động năng bằng 3 lần thế năng nè. Lần thứ hai động năng bằng 3 lần thế năng nè. Thời gian ngắn nhất thì phải đi cái quãng đường ngắn nhất, tức là từ đây đến đây. Vậy có phải nó là T trên 6 không các bạn? Hai này cộng lại ra T trên 6. Đúng không ạ? Mà T của chúng ta mới giải ở trên nó ra là, chúng ta mới giải trên là 2. Được chưa? Chúng ta mới giải ở đây là 2 chia 6 ra 1/3 giây. Vậy cái câu số 29 này đáp án đúng của mình là đáp án D. Được chưa các em? Rất là dễ. Bắt đầu từ câu 29 trở đi rồi nó hơi phức tạp một chút thôi nha. Được không? Rồi, bây giờ chúng ta qua câu số 30. Chúng ta bắt đầu làm câu 30 ha. Một vật dao động điều hòa có phương trình x bằng 4 cos 2 pi t trừ pi trên 3. Quãng đường chất điểm đi được trong 1/3 giây kể từ thời điểm ban đầu. Thì để làm cái bài toán mà tính quãng đường đi được trong cái thời gian t nhỏ hơn t trên 2 thì chúng ta chỉ rất đơn giản thôi, bài toán này rất dễ. Đúng không? Chúng ta chỉ phân tích
chúng ta dựa vào cái đường tròn lượng giác, chúng ta vẽ ra tại vị trí đầu nó ở đâu, rồi sau thời gian 1/3 giây nó quét đến vị trí nào, rồi chúng ta dựa vào cái đường tròn lượng giác chúng ta sẽ làm rất là ok, rất là dễ, không có gì hết. Còn đối với cái bài toán mà khi thời gian t này lớn hơn t trên 2 thì nó lại khác nữa nha, đúng không? Cái dạng toán này nó nâng cấp hơn một chút. Bây giờ chúng ta coi nè, chúng ta coi cái bài này, chúng ta tính t, thầy tính t nha. T bằng 2π chia omega, như vậy 2π chia 2π được 1 giây. Vậy thời gian t của các em là 1/3, chắc chắn nó nhỏ hơn là 1/2 rồi. Được chưa? 1/3 thì nó ra là 0,33 gì đó. 1 chia 3 bằng 0,33, rồi 0, nhỏ hơn 0,5 rồi. Như vậy bài toán này chúng ta chỉ cần dựa vào đường tròn lượng giác thôi. Thầy vẽ đường tròn lượng giác ra. Đây là biên độ là bằng 4, đây là -4, đây là 0. Pha ban đầu nó là bằng -π/3, như vậy nó -π/3 nằm đây. -π/3 nằm đây. Và -π/3 chiếu lên thì chắc chắn nó phải bằng ở vị trí ly độ là 2, được chưa? Rồi, quãng đường chất điểm đi được sau 1/3 giây kể từ thời điểm ban đầu nằm đây nè. Vậy mình coi 1/3 giây nó quét được cái góc bao nhiêu nè. Delta phi bằng omega delta t. Omega là bằng 2π nè, nhân delta t là 1/3 nè, như vậy nó là 2π/3, tức là 120 độ. Vậy chắc chắn nó phải quét lên trên này. Đây là 60, quét tới đây là 60, quét tới đây, đúng không ạ? Quét tới đây là như vậy, cái góc quét này đây, cái góc quét màu đen này nè các bạn, là 2π/3 nè. Và nó ở vị trí này, tức là cái góc này là 2π/3, và chiếu xuống đây thì chắc chắn, đúng không ạ? Đây 60, trên ảnh 60 thì chiếu xuống chắc chắn là 1/2, như vậy là 2. Vậy cái quãng đường nó đi được nè, nhìn vào hình vẽ, chúng ta thấy quãng đường đi được có phải từ đây đến đây là nó quét đi được một cái quãng đường đoạn này là 2 không? Rồi đi từ đây đến đây thì nó đi được cái quãng đường cũng là 2 luôn không ạ? Đúng không? Đi trở về cũng là 2, vậy tổng quãng đường nó đi được là 2 cộng 2 thì là 4. Đáp án B. Được chưa? Rất là nhanh. Câu số 31. Câu này nó hơi rắc rối một chút ha. Thầy đã nói rồi, đường tròn lượng giác đó là một cái phương pháp giải rất là hay. Và chúng ta không những áp dụng được cho chương 1, chúng ta còn áp dụng được cho chương 2, cho điện xoay chiều, cho dao động điện từ ở học kỳ 2, vân vân, đúng không? Rất áp dụng rất nhiều bài toán. Và cụ thể trong cái bài toán này chúng ta cũng có nhiều cách giải, nhưng mà thầy sẽ giải theo cách dùng đường tròn lượng giác cho các em hiểu. Chúng ta có nè, một nguồn sóng ô dao động với tần số là 10 hẹp, dao động truyền đi với vận tốc là 0,4 m/s. Trên phương này có hai điểm B và Q theo thứ tự BQ, đoạn BQ là bằng 15 cm, cho biên độ A là 10 mm và biên độ không thay đổi. Nếu tại thời điểm nào đó ly độ, tức là cái U này nè, U của thằng B này nó là bằng 0,5, tức là bằng 5 mm đó, thì ly độ của thằng Q, tức là UQ này nó bằng bao nhiêu nè? Được chưa? Đề bài người ta hỏi như vậy. Như vậy bài toán này người ta hỏi ly độ thì chúng ta có nhiều cách làm. Chúng ta sẽ dùng đường tròn lượng giác. Thầy làm ở đây dùng phương pháp đường tròn lượng giác. Và bây giờ chúng ta muốn biết đường tròn lượng giác thì chúng ta thử coi coi giữa thằng U và thằng B này độ lệch pha nó là bao nhiêu. Tức là khi thằng U này nó ở vị trí này thì thằng Q này nó quét được, nó lệch một cái góc là bao nhiêu so với thằng B đó. Vậy để tính được độ lệch pha phi giữa hai thằng B và Q, chúng ta đã có công thức đối với sóng cơ là 2πd trên lambda. D là 15 nè. Vậy các em phải tìm lambda ở chỗ này. Thì thầy tìm lambda dùng công thức lambda bằng V nhân F. Được không ạ? À? Suy ra lambda bằng V chia F. V của các em là 0,4, chia cho F của các em là 10, như vậy nó ra là 0,04 m nha, và bằng 4 cm. Vậy thầy thay thế vào đây, thầy tính độ lệch pha nè, 2πd.
D của chúng ta là khoảng cách giữa hai thằng này là 15 nè. Chia cho lambda 15 cm phải chia cho 4 cm. Như vậy chỗ này nó ra là 15 pi trên 2. Và thầy có thể phân tích ra là 7 pi cộng với pi trên 2. Vậy hai thằng này vuông pha với nhau nè. Được chưa? Thì khi đó thầy sẽ vẽ cái đường tròn lượng giác ra. Đúng không? Thầy vẽ đường tròn lượng giác ứng với cái bài toán này ra nha. Đây là 0 nè. Biên độ của ông ta là 10 nè. Đây là trừ 10 nè. Tại thời điểm nào đó B có ly độ là 0,5, tức là 5 mm nè. 5 mm nằm đây nữa. Được chưa? Đây là 5 nè. Được không ạ? Ví dụ như nó nằm ở vị trí này đi. Được không? Hoặc là nằm trên này cũng được. Tại vì người ta đang cần tìm độ lớn của ly độ thôi, chứ không cần tìm dấu nữa. Như vậy nó nằm ở đây cũng được, nằm trên này cũng được, không sao cả. Như vậy điểm M0 của chúng ta, điểm B của chúng ta nằm đây nè. Điểm B của các bạn nằm đây. Rồi, chúng ta coi thằng Q nó lệch pha so với thằng B là một góc pi cộng 7 pi cộng với pi trên 2. Như vậy B cộng 7 pi tức là cộng với nửa vòng nữa không? Cộng 6 pi, 6 pi thì nó quay về đây, cộng thêm pi nữa, nửa vòng nữa. Như vậy nó đối xứng với ô qua, đúng không, thằng B, thằng Q đối xứng với thằng B qua ô, được không ạ? Như vậy tới đây rồi bắt đầu nó quay tiếp, đúng không, B nó quay 7 pi thì tới vị trí này, rồi quay thép tiếp là pi trên 2. Như vậy hai này đối xứng với nhau, vậy là chiếu xuống này chắc chắn là bằng 1/2 nè, là bằng trừ 5 nè, đúng không, trừ 5 chỗ này. Như vậy cái góc này là 2 pi trên 3 nè. Được chưa ạ? Và cái góc này là xin lỗi, cái góc này là cái góc này là 30 độ chứ quên. Thầy quên nhé, pi trên 6 mấy đứa. Được không ạ? À? Rồi, góc này là pi trên 6 đi ha. Vậy cái góc này là pi trên 3 nè. Nó tới vị trí này rồi gì? B quay 7 vòng tới vị trí này. Đúng không? Tại vì thằng Q lệch pha so với thằng B là 7 pi cộng với pi trên 2 mà. Như vậy nó tới đây là 7 pi cộng thêm pi trên 2 tức là cộng 90 độ nữa. Đây là 30 độ rồi, cộng thêm 3, đây là 60 độ, cộng thêm 30 độ tới vị trí này. Cộng thêm 60 độ tới vị trí này. Rồi phải cộng thêm cho 30 độ nữa thì nó mới ra là 90 độ được. Được không? Tại đây, từ đây đến đây cộng cái quét thêm một góc là pi trên 2 nữa nè. Vậy nó tới vị trí này. Mà vị trí này chắc chắn là 30 độ thì chiếu lên có phải nó ở vị trí có ly độ là trừ a căn 3 trên 2 không ạ? À? Được không? 60 độ, xin lỗi, 30 độ chiếu lên là trừ a căn 3 trên 2. Mà a của các bạn là bằng 10 nhân căn 3 trên 2 thì có phải nó bằng là trừ 5 căn 3 không? Được không? Về độ lớn thì chúng ta, tại người ta yêu cầu tính độ lớn, như vậy chúng ta lấy là 5 căn 3 luôn cho thầy. Và các bạn bấm máy 5 căn 3 thì nó ra là 8,66. Được chưa? Đó là cách giải theo cái đường tròn lượng giác của chúng ta là như vậy. Nhớ nha. Câu 32. Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, thấy phao nhấp nhô lên xuống tại chỗ 16 lần trong 30 giây. Khoảng cách giữa 5 đỉnh sóng liên tiếp là bằng 24. Người ta yêu cầu mình tìm tốc độ chuyển sóng. Thì đối với cái bài này á, liên quan tới thời gian, các em chú ý nè. Phao nhấp nhô 16 lần trong 30 giây, như vậy liên quan tới thời gian là các em giảm đi 16 lần, các em giảm đi một, tức là còn 15 lần. Và bằng cái khoảng thời gian đó. Hay là nói khác đi là 15T, 15 chu kỳ sẽ bằng 30 giây. Được chưa? Như vậy liên quan tới thời gian là các em nhớ tới chu kỳ. Và ở đây phao nhấp nhô bao nhiêu lần trong bấy nhiêu giây đó thì là các em giảm đi là còn là n chứ 1 lần chu kỳ bằng cái khoảng thời gian đó. Và từ đây các em suy ra chu kỳ là 2 giây. Rồi. Bây giờ liên quan tới khoảng cách thì chúng ta nhớ tới bước sóng. Và 5 đỉnh sóng liên tiếp bằng 24 mét. Như vậy 5 các em giảm đi 1 là 4 lambda bằng cái khoảng cách đó là 24.
Vậy suy ra lambda bằng 6. Từ hai thằng này chúng ta suy ra được V bằng lambda chia T là 3. Đáp án B. Câu số 12, câu 33. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Lò xo có khối lượng đã không đáng kể. Hòn bi đang ở vị trí cân bằng và được kéo xuống dưới theo phương thẳng đứng một đoạn 3 cm rồi thả cho nó dao động. Viên bi này thực hiện 50 dao động hết 20 giây. Cho G bằng bi bình bằng 10, người ta yêu cầu tỷ số của lực đàn hồi cực đại và lực đàn hồi cực tiểu của lò xo khi đó là bao nhiêu. Vậy chúng ta có nè, chúng ta có F đàn hồi cực đại chia cho F đàn hồi cực tiểu, đúng chưa, min. Thì theo công thức, F đàn hồi cực đại sẽ bằng K nhân delta L cộng A. Và F đàn hồi cực tiểu chắc chắn nó phải bằng A K nhân delta L trừ A. Và hiển nhiên trường hợp này delta L phải lớn hơn A. Nếu mà delta L bằng A thì lực đàn hồi cực tiểu nó sẽ bằng 0. Mà số nào đó phân số có mẫu số bằng 0 thì đâu có nghĩa được. Như vậy trong trường hợp này F đàn hồi min của chúng ta phải bằng K delta L trừ A. Thầy nhắc lại chỗ này nha. Lực đàn hồi cực đại đối với con lắc lò xo treo á, thì luôn được tính công thức này rồi. Còn lực đàn hồi cực tiểu á, đối với con lắc lò xo treo có thể nó bằng 0 nếu delta L nhỏ hơn A. Và nó có thể được tính bằng công thức K nhân delta L trừ A nếu delta L của các bạn lớn hơn A. Và trong trường hợp này chắc chắn nó phải được tính công thức này. Vậy chắc chắn delta L phải lớn hơn A. Tại vì tỷ số lực đàn hồi cực đại và cực tiểu mà. Vậy đáp án này phải có nghĩa. Vậy thì chắc chắn delta L phải lớn hơn A rồi. Và các bạn đơn giản đi thì nó sẽ bằng delta L cộng A chia cho delta L trừ A. Được chưa? Vậy bây giờ chúng ta phải tính A là bao nhiêu, delta L là bao nhiêu. Thì mình tính A, mình dựa vào công thức, mình tính delta L, chúng ta dựa vào công thức tính chu kỳ. Được chưa? Đầu tiên thầy tính chu kỳ nè. T bằng 2pi delta L chia G. Hoặc là nó bằng, nó cho số dao động chia cho thời gian, như vậy là chia cho T chia cho N. Và đề bài người ta cho mình biết. T ở đây là 20. Chia cho 20 giây chia cho số dao động là 50. Như vậy nó ra là 0,4 giây. Được không? Chu kỳ là 0,4. Rồi từ đây các bạn suy ra delta L nè. Bằng G nhân T bình chia 4 pi bình. Thế vào G là pi bình. Đúng không? G đề bài ta lấy bằng 10 bằng pi bình nè. Rồi T là 0,4 bình phương chia cho 4 pi bình. Đơn giản hết. Như vậy 4 bình phương 16, 16 chia 4 được 4, được 0,04 mét. Hay là bằng 4 cm. Đó là có delta L rồi. Vậy bây giờ chúng ta phải tính thêm A nữa coi nó bằng bao nhiêu nha. Hòn bi đang ở vị trí cân bằng kéo xuống dưới một đoạn 3 cm rồi thả cho nó dao động. Đúng không? Thả nhẹ cho nó dao động. Như vậy chúng ta tính A dựa vào công thức độc lập thời gian. Được chưa? Chúng ta sẽ tính A dựa vào công thức độc lập thời gian này nè. Chúng ta có lúc này là ly độ x rồi. Được chưa? Từ vị trí cân bằng kéo xuống một đoạn là bao nhiêu thì đó là x bằng 3 nè. Chúng ta chọn chiều dương hướng xuống luôn nha. Như vậy thầy dùng công thức A bình sẽ bằng x bình cộng V bình chia omega bình, tương đương lên A bình bằng x của chúng ta là 3 bình phương. Và buông ra cho nó dao động, tức là V này bằng 0 nè. Như vậy kéo nhỏ nhẹ ra bao nhiêu và buông ra cho nó dao động thì đó chính là A luôn đó các bạn. Và từ đây các bạn suy ra A nó bằng 0, xin lỗi, A nó bằng 3 nè. Hoặc là chúng ta suy nghĩ V này nó bằng 0 nè. Tại chúng ta kéo ra rồi thả ra cho nó dao động thì đâu có truyền cho nó một vận tốc nào đó đâu. Thì V này trong trường hợp này bằng 0 nè các bạn. Được chưa? V trong trường hợp đó bằng 0 nha. Được không?
Rồi, tiếp tục chúng ta làm tiếp. Có A, A là bằng 3 rồi. Vậy ta thế vào đây. Thầy thế vào đây nha. Chỗ này 3 cộng 4 ra 7. Các bạn chờ thầy chút, nó chạy hoài à. À, đây. 3 cộng 4 thì được là 7. Đúng không? Delta L bằng 4, A là 3. Chia cho 4 trừ 3 ra 1. Đúng không? Như vậy đáp số câu này đáp án D. Được chưa? Đó là xong nội dung câu số 33 của chúng ta. Bây giờ mình qua câu 34. Xem nội dung câu 34 như thế nào đây. Một sóng cơ được phát ra từ nguồn O và truyền qua trục OX với biên độ sóng không đổi. Bước sóng là lambda. Sóng truyền từ điểm M đến điểm N cách nhau là lambda trên 3. Rồi trên cùng hướng truyền sóng. Vào thời điểm T, người ta thấy ly độ dao động của điểm M và N lần lượt là hai này bằng nhau và bằng 3. Ta yêu đầu cầu tìm biên độ sóng. Thì đối với bài này á, chúng ta cũng nên giải bằng sơ đồ, xin lỗi, bằng đường tròn lượng giác. Nó sẽ dễ hơn rất nhiều các bạn ạ. Thì để giải được đường tròn lượng giác thì đầu tiên thầy phải tính độ lệch pha giữa hai anh này là bao nhiêu. Dưới điểm M và điểm N là bao nhiêu. Rồi chúng ta thử xem coi khi đó vị trí điểm M và điểm N nó ở vị trí nào trên đường tròn lượng giác. Và từ dữ kiện đó chúng ta sẽ suy ra được biên độ sóng. Thế thôi. Đúng không? Đường tròn lượng giác thầy đã nói rồi, rất lợi hại. Như vậy đầu tiên thầy ta tính độ lệch pha giữa hai anh này. Độ lệch pha sóng là 2BD trên lambda, 2BD của chúng ta là lambda chia 3. Chia thêm lambda nữa, như vậy nó bằng 2B trên 3. Vậy hàng này lệch pha nhau 120 độ nè. Và bây giờ thầy vẽ cái đường tròn lượng giác ra nha. Thầy vẽ đường tròn lượng giác ở đây cho các bạn rõ nè. Đây là 0. Đây là biên độ A chúng ta cần đang tìm. Đây là trừ A. Đúng không? Vào thời điểm T, người ta thấy ly độ của điểm M và N lần lượt là 3. Và U, M bằng 3 và U, N cũng bằng 3 luôn. Như vậy giả sử như điểm 3 nằm đây đi chẳng hạn. Đúng không? Điểm 3 nằm đây. Vậy điểm M nó sẽ sóng truyền từ M rồi mới đến điểm N. Đúng không ạ? Sóng truyền từ điểm M rồi mới tới điểm N. Như vậy điểm M nằm đây nè. Và điểm N của chúng ta nằm đây nè. Tại vì khi đó chiếu xuống ly độ UN bằng 3 nè. Chiếu lên UN cũng bằng 3 nè. Được chưa? Và cái góc lệch này là đề bài người ta cho mình biết. Điểm M này nó sẽ lệch pha so với điểm N là bằng góc 120 độ nè. Đây là góc 2B trên 3 nè. Được không? Và bây giờ chúng ta muốn tìm biên độ. Được không ạ? Giờ chúng ta muốn tìm biên độ thì chúng ta thử xem coi nó cái A này nó bằng bao nhiêu lần. Được không ạ? Thì cái góc này là bằng 120 độ rồi thì suy ra cái góc này phải là bằng 60 độ. Đúng không? Vì tính chất đối xứng. Như vậy cái góc này là 60 độ nha các bạn nha. Góc này là 60 độ nè, là bi trên 3 à. Rồi có góc này. Như vậy thầy sẽ tính được A. Thầy dùng cos phi. Cos bi trên 3. Cos thì bằng kề chia huyền. Kề là cạnh này là 3. Chia huyền là A. Vậy từ đây suy ra A sẽ bằng 3 chia cho cos của bi trên 3. Cos bi trên 3 nó ra là 1 phần 2. Như vậy đem lên là 6. Đáp án A. Được chưa? Các bạn thấy giải rất nhanh. Câu 35, một vật dao động điều hòa theo phương trình như màn hình của các em quan sát đó. Tìm thời điểm vật qua vị trí có tọa độ x bằng trừ 2 cm theo chiều dương lần thứ nhất. Thì đối với bài toán mà liên quan tới tìm thời gian đó, vật đi qua vị trí cân bằng, hãy xin lỗi, đi qua một cái vị trí nào đó theo chiều dương hay chiều âm, thì thông thường chúng ta sẽ giải theo đường tròn lượng giác thì nó sẽ nhanh hơn. Được không ạ? Và bây giờ thầy sẽ vẽ cái đường tròn lượng giác ra.
Pha ban đầu ở đây là bằng cộng pi trên 3, như vậy biên độ đây là 4, đây là trừ 4. Pha ban đầu là cộng pi trên 3 nằm đây nè. 60 độ nằm đây. M0 nằm đây và chiếu xuống chắc chắn là bằng một nửa của A, tức là 2 nè. Bắt đầu nó từ vị trí này nó chạy đi. Để chờ nó quay theo chiều dương của đường tròn lượng giác, tức là ngược chiều kim đồng hồ đó các em. Tính thời điểm vật đi qua vị trí có tọa độ là trừ 2 cm theo chiều dương lần thứ nhất. Như vậy đây, đây là 2 đi, đây là trừ 2 đi ha. Như vậy nó đi tới vị trí M1 nè, thì chiếu xuống có ly độ là trừ 2, nhưng đang đi theo chiều âm. Như vậy tiếp tục nó quay tới cái vị trí này nữa, thì chiếu lên nó cứ đi độ là trừ 2 thật, nhưng nó đang đi theo chiều dương lần thứ nhất đây. Vậy bài này nó rớt vào những giá trị đặc biệt, như vậy chúng ta nên sử dụng, xin lỗi, chúng ta nên sử dụng là sơ đồ phân bố thời gian đi cho nó nhanh nha các bạn nha. Thầy vẽ ra đây là 0, đây là A, đây là trừ A, bên này là cộng A đi ha. Đây là 4 đó các bạn, A của chúng ta là bằng 4 đó. Được chưa? A của các bạn là bằng 4 ha. Rồi trừ 2 nằm đây nè, trừ 2 nằm nữa ở đây, 2 nằm đây nè. Vậy thời gian để đi, tức là từ M0 nè, M0 nằm đây, rồi đi tới đây là M1 nè, về pin âm nè, tới đây là M2 nè. Vậy thời gian đi là đường này nè mấy đứa, từ đây tới đây, về đây, rồi xuống dưới này về đây. Và tổng thời gian đi qua vị trí có ly độ trừ 2 cm theo chiều dương lần thứ nhất là đi từ M0 đến M2 nè. Nhìn vào đây các em thấy thời gian đi chính bằng đoạn này. Từ đây đến đây, từ A đến 0, từ A trên 2 đến 0 là T trên 12. Cộng cho từ 0 đến trừ A là T trên 4. Cộng cho từ trừ A đến trừ A trên 2 thì nó là T trên... Đây các bạn coi nè. Các bạn không hiểu thì chúng ta không rõ, không nhớ thì chúng ta cứ vẽ ra. Trừ A, đây là trừ A căn 3 trên 2. Rồi đây đến là trừ A trên căn 2. Và đây là trừ A trên 2. Cái đoạn này là T trên 12. Cái đoạn này là T trên 24. Đi từ đây đến đây là T trên 24 nữa. Như vậy lấy 3 đi từ trừ A đến trừ A trên 2 thì lấy 3 đoạn này cộng lại. Và nó sẽ ra là T trên 6. Được chưa? Này T trên 12 rồi cộng lại ra T trên 6. Mẫu số chung là 12. Anh này không nhân, anh này nhân 3, anh này nhân 2. Được không? Rồi. 3 cộng 2 ra 5 cộng 1 nữa là 6. 6T trên 12 ra T trên 2. T của các bạn. Bây giờ chúng ta coi T nha. T bằng 2 pi chia omega. 2 pi chia cho pi thì được 2. Như vậy 2 chia 2 thế vào đây, 2 chia 2 được 1, đáp án C. Câu 35 của chúng ta đáp án C. Tiếp tục ta qua câu 36. Thì câu này dễ rồi, công thức thôi. A bằng trừ omega bình phương x. Đáp án A, D chứ. Trừ omega bình phương x, xin lỗi, thầy nhầm nha. Trừ omega bình phương x, đáp án C nha. Câu 37. Một sóng cơ truyền trên sợi dây rất dài với tốc độ là 1 mét, chu kỳ là 2 giây. Sóng cơ này có bức sóng. Thì bài này dễ rồi. V bằng lambda nhân F, suy ra lambda bằng V chia T đó. Đúng không? Bài này cho chu kỳ. Như vậy suy ra lambda bằng V nhân T. V là 1 nhân T là 0,5. Như vậy ra là 0,5 mét. Hay đổi ra là 50 cm. Đáp án A. Câu 38. Câu này nó hơi rắc rối một chút ha. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Lò xo có độ cứng là 100. Khối lượng không đáng kể. Quả nặng có khối lượng là 100 gram.
từ vị trí cân bằng nâng quả nặng theo phương thẳng đứng lên tới lúc vào vị trí lò xo nén 1 cm rồi buông ra cho nó dao động. Hỏi trong một chu kỳ dao động, khoảng thời gian mà lực đàn hồi tác dụng vào quả nặng cùng chiều với trọng lực là bao nhiêu? Thì đối với cái bài này chúng ta phải vẽ hình ra thì chúng ta mới tưởng tượng nó mới dễ được, đúng không? Chúng ta mới biết được với bản chất vật lý của nó ở chỗ nào. Bây giờ thầy vẽ hình nha. Lò xo nè, đây là chiều dài nguyên thủy của nó, chưa treo vật. Rồi bây giờ chúng ta treo vật vào một vật có khối lượng là M là 100 gram. Thì lúc này lò xo đã giãn ra một cái đoạn là delta L đây. Và lúc đó chúng ta sẽ tính ra được cái delta L này nè các em. Delta L này chúng ta sẽ bằng MG chia K nè. M của chúng ta là 0,1, 100 gram đổ ra 0,1. G là 10 chia K. K coi nhiêu, K là 100 nè. Như vậy nó ra là 0,01 mét nè, hay là bằng 1 cm luôn đó, đúng không? Delta L của các bạn là 1 cm. Nhớ nha. Từ vị trí cân bằng thì đây là vị trí cân bằng O nó đây. Đây là vị trí cân bằng O. Thầy chọn chiều dương hướng xuống luôn đi ha. Chúng ta nâng quả nặng lên tới vị trí lò xo nén 1 cm, đúng không? Lò xo bị nén 1 cm nha. Như vậy nhiều người chúng ta cứ nghĩ nâng tới đây là được rồi, là không đúng. Tới cái lúc mà lò xo bị nén 1 cm thì nó phải lên tới trên này nữa. Như vậy từ đây đến đây là 2, được chưa? Như vậy nâng tới vị trí này nè các bạn. Đây. Nâng tới lúc lò xo bị nén 1 cm, như vậy tổng cộng chúng ta thấy lò xo nó sẽ cái đoạn này là bằng 2 cm nè. Đúng không ạ? Và buông ra cho nó dao động. Như vậy buông nhẹ nó dao động thì chắc chắn biên độ, vì buông nhẹ như vậy biên độ của chúng ta chắc chắn bằng 2 nè. Được chưa? Và bắt đầu nó chuyển động đi xuống. Nó chuyển động đi xuống. Thì người ta nói rằng trong một chu kỳ dao động, khoảng thời gian mà lực đàn hồi tác dụng vào quả nặng cùng chiều với trọng lực. Thì chúng ta nhận thấy rằng bắt đầu nó ở vị trí biên âm nha. Chúng ta chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng nè. Được không? Như vậy bắt đầu nó ở vị trí biên âm nó đi xuống. Đây là vị trí cân bằng O. Đây coi như là biên âm. Được chưa? À, nâng nó lên đây 2 và buông ra cho dao động như vậy. Dao động từ 2 đến trừ 2. Đây là A cộng bằng 2. Và đây là trừ 2. Được chưa? Rồi trong quá trình dao động người ta hỏi rằng khoảng thời gian mà lực đàn hồi tác dụng vào quả nặng cùng chiều với trọng lực là bao nhiêu? Như vậy cùng chiều lực trọng lực của chúng ta luôn hướng xuống vị trí cân bằng nè. Các em coi trọng lực hướng xuống vị trí cân bằng đây là B nè. Được chưa? Như vậy bắt đầu nó dao động về đây thì lực đàn hồi nó luôn có xu hướng hướng về vị trí cân bằng. Đúng không? Như vậy F đàn hồi cũng bắt đầu nó chạy về đây, đi xuống. Được chưa? Bắt đầu nó dao động đi xuống nè. Tới cái vị trí mà lò xo, đâu không? Tới cái vị trí này. Tới vị trí này là trừ 1, x bằng trừ 1 nè. Thì bắt đầu lò xo nó bị giãn ra, như vậy lực đàn hồi nó hướng hướng lên là chúng ta không kể. Vậy có phải là thời gian trong một chu kỳ, tức là nó đi từ đây về đây nè, đi xuống dưới, đi từ vị trí trừ 2 đi vị trí biên âm nè, về đến vị trí có ly độ trừ 1 nè, là lúc đó chiều của lực đàn hồi, đúng không? Đây là chiều của lực đàn hồi nha, đây là lực đàn hồi và chiều của trọng lực nó cùng chiều nhau. Bắt đầu nó giãn ra thì lúc đó không cùng chiều chúng ta không kể rồi. Rồi đi tới vị trí này. Rồi đi tới cái vị trí này. Thì khi đi tới cái vị trí này đó thì lúc đó lò xo bắt đầu nó đi về vị trí biên âm. Đúng không? Từ biên dương là đi về vị trí có ly độ x bằng trừ 1. Thì lúc này trọng lực hướng xuống rồi, lực đàn hồi hướng lên rồi, chúng ta không kể. Đúng không? Bắt đầu nó đi từ cái vị trí có ly độ trừ 1 nè. Đi về vị trí biên âm nè. Thì lúc đó chiều của lực đàn hồi và chiều của trọng lực nó lại cùng nhau nữa.
Vậy thật ra bài toán này người ta yêu cầu mình tìm thời gian để lực đàn hồi nó cùng chiều với trọng lực, tức là thời gian đi từ trừ A đến, đúng không? Tức là thời gian đi từ trừ 2 đi đến trừ 1 cộng với thời gian đi về là từ trừ 1 đến trừ 2. Tức là thời gian để đi từ pin âm về vị trí trừ 2 A trên 2 cộng cho thời gian để đi từ trừ A trên 2 về pin âm. Được chưa? Và theo như chúng ta đã nói ở cái câu trên này rồi nè, thời gian để đi từ vị trí có ly độ trừ 2 về pin âm đó là lấy 3 đoạn này cộng lại nó ra T trên 6 nè. Đúng không ạ? Như vậy chỗ này nó ra T trên 6 nha. T trên 6 cộng T trên 6 nữa. Đây là T trên 6. Từ trừ A trên 2 về A cũng là T trên 6. Đúng không ạ? Như vậy nó ra là T trên 3. Được chưa? Mà chu kỳ của chúng ta tính chu kỳ nè, thầy tính chu kỳ ha. T bằng 2B căn bậc 2, tôi mua kẹo K trên M. Rồi, thầy thế số vào nha. Thầy thế số 2B nè. M của chúng ta là 100 gram, đổ ra là 0,1. K của chúng ta là 100. Như vậy chỗ này là 2B căn 100 đem ra ngoài là 10. Chỗ này 0,1 thầy đem xuống là 1 phần 10, hay là bằng bi bình đó, 1 phần bi bình đó. Bi bình 10 tại 10, người ta đề bài người ta cho lấy 10 bằng bi mà, đúng không? Bi bình bằng 10. Như vậy 10 thầy thế là bi bình, bình phương mất căn ra bi. Vậy chỗ này chỉ còn là 2 chia cho 0,1 thôi. Xin lỗi, bi bình là đơn giản hết rồi. Như vậy chia 2 chia cho 0, 10 thì được là 0,2. Rồi, vậy có T là bằng 0,2. Đúng chưa? Chúng ta thế vào đây. Chúng ta thế vào chỗ này nha. Rồi, sau đó chúng ta thế vào đây. Đúng không? Có T vậy thầy sẽ có tổng thời gian T bằng 0,2 chia cho 3, hay là bằng 2 chia cho 30, hay là bằng 1 phần 15, 1 phần 15 giây, đúng không các bạn? Rồi, như vậy câu 38 này đáp án đúng là đáp án A. Được chưa? Câu 38 này rất là dễ sai nha các bạn. Nếu mà các bạn mà cho, các bạn cứ nhớ rằng ví dụ như chúng ta đọc không kỹ đề bài mà chúng ta nói nâng vật lên là tới 1 cm, như vậy chúng ta để chỗ này là không đúng nè. Khi các bạn nâng 1 cm thì chúng ta tính lại là đáp án B này là không được. Mà đề bài người ta nói nâng lên sao cho lò xo nén 1 cm, như vậy nó phải lên tới trên điểm này nha. Câu số 10, 38 này người ta gài mình nhiều chỗ lắm đó. Rồi, câu 39. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng là 50 gram và lò xo có độ cứng là 5 newton trên mét. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục của lò xo. Hệ số ma sát giữa vật nằm ngang, giữa vật và mặt phẳng nằm ngang là 0,1. Ban đầu vật được đưa đến vị trí sao cho lò xo giãn 10 cm rồi thả nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Đúng không? Như vậy nhờ có ma sát thì con lắc này nó sẽ dao động tắt dần. Và người ta hỏi rằng mốc thế năng ở vị trí cân bằng khi đó, khi vật đạt tốc độ lớn nhất thì năng lượng của hệ giảm là bao nhiêu? Thì bài này chúng ta coi cái bản chất vật lý, coi cái hiện tượng vật lý nó như sau nè. Bây giờ chúng ta có giả sử như con lắc lò xo này nằm ngang đi chẳng hạn. Đúng không? Đây. Bây giờ thầy kéo con lắc này ra khỏi vị trí cân bằng. Đây là vị trí cân bằng ban đầu của nó nha. Đúng không? Vị trí cân bằng ban đầu ô của nó nè. Chúng ta kéo con lắc này ra khỏi vị trí cân bằng một cái đoạn là 5-10 cm rồi buông nhẹ nè. Đúng không? Chúng ta buông ra cho nó dao động. Thì khi nó dao động như thế này thì lúc đó nó sẽ chịu tác dụng của lực ma sát và biên độ nó sẽ giảm dần. Ban đầu biên độ lúc đầu của nó nè, E nó là bằng 10 nè. Nhưng mà lúc đó biên độ nó giảm dần, tức là nó sẽ có một cái vị trí cân bằng mới đó.
Được chưa? Đây là vị trí cân bằng ban đầu. Ô, thầy gọi cái vị trí cân bằng mới lúc này là ở vị trí này đi chẳng hạn. Đây là ô phẩy đi. Nó nằm ngay tại vị trí này. Được chưa? Vị trí cân bằng mới ô phẩy nằm đây. Và tại chúng ta sẽ xác định được cái vị trí, tức là nó sẽ đi tới cái vị trí cân bằng mới này nè. Và khi nó đi qua cái vị trí cân bằng mới thì tốc độ của nó sẽ đạt cái giá trị lớn nhất. Đúng không? Chúng ta đã biết rằng vận tốc ở vị trí cân bằng là vận tốc lớn nhất rồi. Mình hình dung cái bản chất vật lý ở chỗ này nha. Thầy kéo ra con lắc ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 10, chúng ta buông ra cho nó dao động. Thì trong quá trình dao động mà vì có lực ma sát như vậy, nó không, vị trí cân bằng mới nó không về ô được, mà nó chỉ di chuyển tới cái vị trí ô phẩy này thôi. Đúng không ạ? Và tại cái vị trí ô phẩy này là vị trí cân bằng mới thì lúc đó nó sẽ chịu tác dụng của các lực cân bằng. Mà các lực cân bằng tức là trọng lực B với phản lực N thì chúng ta triệt tiêu rồi, chúng ta không cần xét. Chúng ta chỉ còn có lực ma sát và cái lực đàn hồi thôi. Được chưa? Như vậy, khi vật chúng ta trả lời là khi vật đi từ A về kéo kéo nó ra một cái đoạn là 10 cm và buông nhẹ thì lúc đó nó không đi về ô được, mà nó có một cái vị trí cân bằng mới là ô phẩy. Và lúc đó nó sẽ, giả sử như nó sẽ đi được một cái đoạn nè, từ đây đến đây, thầy gọi đây là x đi, là delta l đi, là độ biến dạng của nó nha. Đúng không? Tại vì vị trí này thì nó sẽ có lực đàn hồi tác dụng. Được chưa? Đây là vị trí không biến dạng, như vậy chỗ này là vị trí biến dạng. Đúng không? Cái đoạn delta l này của ông ta lúc ở vị trí cân bằng mới thì nó sẽ chịu tác dụng của lực đàn hồi và lực ma sát. Tức là F đàn hồi nè bằng với F ma sát nè. F đàn hồi của ông ta sẽ bằng K nhân delta l nè. F ma sát của các em bằng nu nhân n nè. Đúng không? Hay bằng nu n thì bằng với mg nè, vì chuyển động ngang. Được chưa? Rồi từ đây thầy sẽ suy ra một cái đoạn là delta l. Suy ra cái độ biến dạng delta l bằng nu mg chia cho k. Thầy thế số vào. Nu là 0,1. G m là bằng nhiêu? 50 gram, đổi ra là 0,05 kg. G đề bài ta cho là 10, chia cho K, K là 5. Rồi ta tính coi, 10 với 0,1 mất, 5 với 5 mất, như vậy còn 0,01 mét, hay là bằng 1 cm. Được chưa? Vậy mục đích chúng ta tính cái đoạn delta L này làm cái gì em? Thầy nói chỗ này để biết hướng đi nha. Chúng ta tính cái đoạn delta L này để chúng ta sẽ tính cái năng lượng của hệ nó giảm đi bao nhiêu phần trăm. Tại vì trong quá trình dao động nó chịu tác dụng của lực cản, lực ma sát. Như vậy cơ năng của nó không được bảo toàn nữa, mà độ giảm cơ năng chính bằng công của lực ma sát. Được không? Vậy chúng ta sẽ tính cái độ giảm cơ năng ha. Bây giờ thầy sẽ tính độ giảm cơ năng và chúng ta sẽ tính được nó sẽ bằng công của lực ma sát. Mà công của lực ma sát chính bằng lực ma sát nhân với quãng đường di chuyển. Cái quãng đường của ông ta là từ đây đến đây là 10 nè. Như vậy nó di chuyển từ đây đến đây chỉ là 9 thôi. Vậy mục đích chúng ta tính delta L là thật ra chúng ta chỉ tính cái quãng đường di chuyển F này là bao nhiêu để chúng ta biết được công của lực ma sát. Các bạn hiểu ý thầy nói không? Rõ chỗ đó nha. Như vậy chúng ta nói là độ giảm cơ năng nè. Cơ năng, vì nó có lực ma sát như vậy cơ năng không được bảo toàn. Cơ năng chúng ta chỉ bảo toàn trong hai trường hợp thôi nha. Chúng ta đã học ở vật lý lớp 10 rồi đó. Đó là chịu tác dụng của lực đàn hồi và đó là chịu tác dụng của lực ma sát. À, xin lỗi, trọng lực chứ. Bỏ qua lực ma sát hết nha. Như vậy, độ giảm cơ năng thầy hiệu là chữ V kép sẽ bằng công của lực ma sát. Mà công của lực ma sát thầy đang tính độ lớn nha. Đúng không? Thầy không xét về dấu nha. Nó sẽ bằng nu bằng F ma sát nhân cho S, hay bằng nu nhân M nhân G nhân cho F. Rồi thầy thế số vào coi nó bằng nhiêu. Nu đề bài là 0,1, M là bằng 0,05, G là bằng 10, nhân cho F
thì kéo nó ra 10 cm, như vậy nó đi đến cái vị trí này và nó cách cái độ biến độ cân bằng, độ biến dạng của nó là 1, như vậy nó đi cái quãng đường là 9 cm thôi. Được không? Như vậy các bạn nhân cho 0,09 m vào. Và bây giờ chúng ta bấm máy tính chỗ này ha. 9545 45 4 số 0, 10 với 10, 10 với 0,1 mất rồi, như vậy 4 số 0 dấu phẩy 4 số. Rồi, đơn vị là joule. Đây chính là độ giảm cơ năng. Nhưng mà người đề bài người ta nói, đúng không? Khi qua vị trí cân bằng thì lúc đó là cơ năng nó đã bị giảm đi một cái đoạn là một, nó giảm đi 0,0045 joule rồi. Đề bài người ta hỏi rằng khi đó cơ năng của hệ giảm đi bao nhiêu phần trăm, đúng không? Như vậy bây giờ chúng ta sẽ tính lượng cơ năng còn lại nè, đúng không? Cơ năng còn lại nè, cơ năng còn lại thì chúng ta lấy cơ năng ban đầu trừ đi cái độ giảm cơ năng này. Cơ năng ban đầu là 1/2 Ka bình, đúng không? Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn là 10 đó. Rồi trừ đi cơ năng ban đầu là 0,045, hay là 1/2 K của chúng ta là bằng K là 5, nhân cho A bình, A là 10 cm, đúng không? 10 đổi ra là 0,1 mét bình phương. Được chưa? Rồi bây giờ thầy bấm cái máy tính chỗ này ha. Thầy lấy là 0.5 nhân cho 5 nhân cho 0.1 bình thì nó ra là 1/40 hay là bằng 0,025, thì trừ tiếp cho là đây chỗ này là trừ tiếp cho 0,0045 nha. Rồi trừ 0,0045 thì nó sẽ ra là 20,5, đúng không? Bằng là 0,0205, đúng không? Đây là cơ năng còn lại là 0,0205 joule. Nhưng mà đề bài người ta hỏi không phải là cơ năng còn lại, mà người ta hỏi là năng lượng, hay là cơ năng đó, năng lượng của hệ giảm đi bao nhiêu phần trăm. Thì muốn biết nó giảm đi bao nhiêu phần trăm, chúng ta lấy cơ năng còn lại, đúng không? Thầy gọi cơ năng còn lại là V kép phẩy đi, thầy chia cho cơ năng ban đầu đi, được không? Như vậy thầy chia cho cơ năng ban đầu là chỗ anh này. Cơ năng ban đầu có phải là 1/40 không? Chia cho 1/40 nha. Thì nó sẽ bằng là 0,82. Đúng không? 0,82. Tức là cơ năng còn lại nó sẽ bằng 0,82 lần cơ năng ban đầu. Tức là nó giảm đi là 12% không? Xin lỗi, 18% không? 0,82 cộng cho 0,18 thì nó ra 1. Như vậy nó giảm đi 18%. Vậy câu 39 này đáp án đúng là đáp án D. Được chưa? Câu 40, câu cuối cùng. Câu cuối cùng này, câu này nhẹ quá, đúng không? Phương trình dao động có dạng như thế này, omega được gọi là tần số góc. Rồi, như vậy là thầy đã giải chi tiết cái đề này cho các bạn. Các bạn đã có gì thắc mắc thì các bạn cứ để lại bình luận, thầy sẽ giải thích trong thời gian sớm nhất. Rồi, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.